Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Thế giới số của kênh truyền hình Sài Gòn Channel. Chương trình tuần này sẽ gồm có những nội dung chính như sau. Vinagame bị phạt hành chính. Triển lãm điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin Internet 2010. VNPT ra mắt dịch vụ thanh toán trực tuyến Icon. Tìm hiểu Dell Tricks và Nokia N8. Một số mẹo vặt để sử dụng thiết bị văn phòng. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với mục tin tức ASS để điểm qua một số thông tin nổi bật của lĩnh vực thông tin công nghệ trong tuần. Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với tập đoàn Vinagame, đơn vị chủ quản của Jin. Theo đó, trang thông tin điện tử jin.vn đã có những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý. Cụ thể, jin.vn đã thực hiện 5 chuyên mục xã hội, tình yêu, chuyện lạ, chia sẻ, hình sự trái với nội dung cho phép. Trang này đã đăng 36 tin bài không rõ nguồn, có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan. Ngoài phạt tiền, Sở Thông tin và Truyền thông đang xem xét việc rút giấy phép thiết lập SIM có thời hạn. Hiện nay, SIM đã trở thành một trong những trang web dẫn đầu tại Việt Nam theo đánh giá của Alexa. Trong đó, SIM23 được xem như một cuộc lật đổ ngoạn mục trong thế giới nhạc số. Sau một thời gian giảm giá do tác động của hàng chính hãng, iPhone 4 bỗng tăng giá trở lại. Giá iPhone 4 tại Việt Nam đang tạo ra một nghịch lý lớn, đó là lần đầu tiên điện thoại sách tay lại cao hơn hàng chính hãng. Trong tuần qua, phiên bản iPhone 4 quốc tế dung lượng 16GB đã chạm mốc 17 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với mức giá hạ thấp nhất hôm vào đầu tháng 10. Phiên bản 32GB quốc tế cũng đang có giá sắp xỉ 19 triệu đồng. Các nhà cung cấp nhận định mức giá này có thể được duy trì và khó có khả năng hạ. Nguyên nhân của việc tăng giá mạnh của dòng sản phẩm này là do lượng hàng về chậm. Bên cạnh đó, các phiên bản từ Vinaphone và Viettel cũng không đáp ứng đủ cho nhu cầu. Nhiều ý kiến cho rằng giới chủ hàng đã lợi dụng thị trường khan hiếm để đẩy giá mặt hàng này lên cao. Nguồn iPhone 4 đang trong tình trạng khan hàng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước châu Á khác. Triển lãm điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin Internet 2010 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, kéo dài từ 17 đến 20 tháng 11 năm 2010 với quy mô diện tích gấp 2 lần năm trước. Đây là diễn đàn đàm phán thương mại hấp dẫn dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, Internet và công nghiệp điện tử tại Việt Nam. Năm nay, ban tổ chức chủ trương mở rộng các lĩnh vực dịch vụ, sản phẩm trưng bày tại triển lãm nhằm làm phong phú thêm. Đặc biệt là sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước về Internet, công nghệ thông tin với các gian hàng về điện tử, phần mềm ứng dụng và dịch vụ nội dung. Tại kỳ triển lãm năm nay, công nghệ 3G chính là điểm nhấn mà các nhà mạng lớn như Vinaphone, Mobifone đem đến cho người tiêu dùng. Một loạt dịch vụ khai thác trên ứng dụng 3G được giới thiệu tại triển lãm như Mobile Telephony, Mobile TV, Video Telephony, Media Download được giới thiệu kỹ với khách hàng, khách tham quan. Tham dự Việt Nam Telecom 2010, NTT Docomo đã giới thiệu những mẫu smartphone mang đậm màu sắc Nhật Bản như điện thoại bánh quy, điện thoại sô-cô-la, những chiếc điện thoại không thấm nước, công nghệ di động AV, thực sự thu hút đông đảo khách tham quan. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng T-Mobile đã công bố giá bán của mẫu Windows Phone 7 mạnh mẽ nhất của HTC, HTC HD7. Chiếc điện thoại đình đám này hiện đã có mặt tại Việt Nam. Mới đây, T-Mobile đã công bố sẽ chính thức bán ra chiếc smartphone HTC HD7 vào ngày 8 tháng 11 với giá bán $199 kèm theo hợp đồng sử dụng trong thời gian 2 năm. Người dùng cũng có thể đặt hàng trên Amazon Wireless với mức giá rẻ hơn $30, chỉ còn $169, tất nhiên vẫn kèm theo hợp đồng. HTC HD7 còn có tên là HTC HD3, HTC Gold là sản phẩm tiếp theo của dòng HTC HD2. Nó cũng được trang bị màn hình rộng 4,3 inch, nhưng sử dụng nền tảng hệ điều hành Windows 7, phiên bản dành cho điện thoại di động. HTC HD7 sử dụng chip Qualcomm, tốc độ 1 GHz, kết nối Wi-Fi, quay phim chuẩn HD 720p bằng camera độ phân giải 5.0. Máy có cả kết nối GPS, jack cắm tai nghe 3.5mm và có bộ nhớ trong 8GB. Điểm yếu của nó là không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Tiếp tục cơn sốt máy tính bảng, Arcos đã nhanh chóng giới thiệu tới người dùng trên toàn thế giới thế hệ tablet chạy Android của mình. Nếu bạn là fan hâm mộ của hãng Arcos thì có thể đặt hàng chiếc tablet 43 Internet của hãng ngay ngày hôm nay. Arcos Pháp
vừa giới thiệu chiếc Internet Tablet mã 43, khác với chiếc máy PMP Arcos 43 Vision, tức máy có màn hình cảm ứng hình rộng 4,3 inch. Chiếc máy này chạy trên hệ điều hành Android, màn hình của máy cho phép cảm ứng 3D và có thể xem phim HD, có cả đầu ra cho cáp HDMI. Camera của máy có thể quay phim chuẩn HD 720p. Bên cạnh những tính năng giải trí, Arcos 43 Internet Tablet còn là thiết bị văn phòng cho phép lướt web bằng kết nối Wi-Fi, hiển thị các flash kèm theo, duyệt mail và thể hiện văn bản. Máy có hai phiên bản bộ nhớ trong là 8GB và 16GB, kèm theo đó là khe cắm thẻ nhớ microSD. Theo thông tin chưa chính thức, thì mức giá bán ra của nó là $249. Theo số liệu mới từ Net Applications, trình duyệt web Chrome của Google tiếp tục tăng thị phần trong tháng 10, trong khi đó thị phần của trình duyệt Firefox bị giảm đi. Qua nghiên cứu thị phần trình duyệt của Net Application năm 2010 cho thấy Google Chrome chiếm khoảng 8,47% so với 7,8% trong tháng 9. Một phần trong số đó là đạt được từ trình duyệt Mozilla Firefox. Thị phần của Firefox giảm từ 22,96% trong tháng 9 xuống còn 22,82% trong tháng 10. Trình duyệt Internet Explorer của Microsoft vẫn là trình duyệt thống trị, mặc dù thị phần của nó giảm trong tháng 10. Trong khi đó, trình duyệt Opera cũng bị giảm thị phần. Còn đối với trình duyệt Apple Safari, do được tích hợp sẵn trên các thiết bị phần cứng đang được thị trường ưa chuộng của Apple, nên thị phần của Safari tăng nhẹ từ 5,27% lên đến 5,33% trong tháng. Với những bản nâng cấp của các hãng, thị phần của các trình duyệt sẽ còn nhiều thay đổi trong thời gian tới. Thông tin về trình duyệt Firefox đã khép lại một tin tức ASS của chúng ta. Thưa quý khán giả, thời gian gần đây, thị trường điện thoại di động tại Việt Nam đang xôn xao bởi sự xuất hiện của chiếc điện thoại di động Nokia N8 bởi kiểu dáng độc đáo, tính năng hiện đại. Để quý khán giả có thể có nhiều thông tin hơn về sản phẩm này, xin mời quý khán giả đến với mục siêu thị số. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, cuối cùng một tin vui cũng đã đến với các fan của dòng điện thoại Nokia. Đó chính là chiếc điện thoại smartphone Nokia N8 đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với mức giá bán hiện nay là 10,5 triệu đồng. Nokia N8 có thể coi là con át chủ bài chiến lược của Nokia trước đối thủ cạnh tranh đầy uy danh đó chính là iPhone 4. Và tiếp theo chuyên mục siêu thị số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá chiếc điện thoại Nokia N8. Ấn tượng đầu tiên ở chiếc điện thoại Nokia N8 này đó chính là Nokia đã khéo léo cắt tân ở hai đầu chiếc điện thoại theo cái hình giác về phía bên trong, khiến cho chiếc điện thoại Nokia N8 mang một cái thiết kế phong cách thời trang hơn. Kích thước số đo 3 vòng của chiếc điện thoại Nokia N8 cũng khá là thú vị, với chiều dài của nó là 113,5mm, chiều rộng là 69,1mm và bề dày của nó là 12,9mm. Bắt đầu đi sâu tìm hiểu vào chiếc điện thoại Nokia N8, chúng ta sẽ chú ý ở mặt trước của máy, Nokia N8 và iPhone 4 giống nhau là đều ở có một phím điều khiển chính, còn lại tất cả các thao tác thì chúng ta phải thao tác trên màn hình cảm ứng điện dung. Phía góc trên của màn hình đó chính là chiếc camera phụ mà chúng ta có thể dùng cái camera này để thực hiện cho chức năng đàm thoại video call. Phía mặt sau của chiếc điện thoại đó chính là camera chính với độ phân giải lên đến 12 megapixel, ống kính CCS cho phép chức năng là nhận diện khuôn mặt khi chụp. Và ở chiếc điện thoại Nokia N8 này thì Nokia đã khéo léo bỏ đi nắp che của ống kính, tích hợp thêm đèn flash xenon để tạm tạo điểm nhấn. Và điều nổi bật ở cái camera chính này là chúng ta có thể quay phim HD với chuẩn 720 bit với 25 khung hình trên 1 giây. Nếu như chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy được rằng ở hai bên hông máy sẽ có hai cái khe, một khe dùng để gắn thẻ nhớ và một khe dùng để gắn SIM. Và ở dưới đây chính là lỗ tích hợp USB dùng để kết nối với máy tính hoặc là các thiết bị ngoại vi khác. Phía bên kia thì Nokia N8 đã khéo léo bố trí các phím, phím chụp hình nhanh, phím khóa màn hình và phím tăng giảm âm lượng âm thanh. Đánh giá tổng thể về thiết kế của chiếc điện thoại Nokia N8 thì Nokia N8 đã đáp ứng được những tiêu chí về thời trang cũng như là việc bố trí các phím khá thuận tiện để thực hiện các thao tác. Nhìn chung, máy cho phép sử dụng các tính năng khá là mượt mà. Điểm đặc biệt của Nokia N8 đó chính là màn hình cảm ứng điện dung AMOLED rộng 3,5 inch cho chất lượng hình ảnh khá sắc nét. Cũng giống như các dòng điện thoại Nokia khác thì phím tắt mở nguồn của chiếc điện thoại Nokia N8 cũng được đặt ở trên cùng. Kế bên phím tắt mở nguồn đó chính là cổng nối cáp HDMI để phát cái video clip chuẩn HD. Và điều đặc biệt là các bạn hãy chú ý đó chính là jack cắm tai nghe chuẩn 3,5mm cũng chính là cổng kết nối TV-Out.
Đến đây thì chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng cổng cắm sạc của chiếc điện thoại Nokia N8 này nằm được đặt ở bố trí ở đâu. Thì đây, cổng cắm sạc của chiếc điện thoại Nokia N8 vẫn được bố trí một cách quen thuộc là đặt ở phía dưới màn chiếc điện thoại. Khả năng trình duyệt phim chuẩn HD cũng là một điểm cộng cho Nokia N8 để bạn có thể có những giây phút giải trí tuyệt vời với nó. Bộ nhớ trong của điện thoại lên tới 16GB và đặc biệt là mấy Nokia N8 còn hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài 32GB. Như vậy tổng dung lượng mà Nokia N8 có thể hỗ trợ đó lên tới 48GB. Đây thật sự là một điểm đáng đặc biệt của Nokia N8 so với các điện thoại khác. Có thể nói, Nokia N8 là một trong những chọn lựa đáng chú ý nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone công nghệ cao với những tính năng thời thượng nhất. Hãy chờ đến cuối chương trình để theo dõi câu hỏi là gì nhé.